khán giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng đính chính về nội dung gây tranh cãi của băng rôn đêm chung kết. Kể từ sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà, tân hoa hậu Việt Nam là cái tên được công chúng dành sự quan tâm. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, đời tư của nàng hậu đều được theo dõi sát sao. Bố mẹ của Đỗ Thị Hà cũng không giấu được niềm hạnh phúc. Ngay trong thời khắc đăng quang, bố của cô đã bật khóc. Chiều ngày 23 tháng 11, bố mẹ của tân hoa hậu đã trở về quê nhà, chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ hàng và bà con thôn xóm. Chúng tôi đã có mặt tại quê của hoa hậu và nghe những chia sẻ của gia đình. Thím của Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ cảm xúc khi cháu vừa đăng quang. Được biết cô đã bán 1 tấn lúa để đặt chuyến bay vào Sài Gòn. Tại sao cô lại có quyết định này? Hôm đó con gái và con dâu của tôi vừa mới sinh em bé. Ý định của tôi là ở nhà chăm con chăm cháu. Tuy nhiên các con đều động viên rằng mẹ cứ đi đi. Đây là cơ hội của mẹ mà. Vì Thanh Hóa chưa có hoa hậu. Khi thấy con nói như vậy tôi mạnh dạn đặt vé đi. Vậy đây có phải lần đầu tiên cô đi máy bay không? Chuyến đi này có thú vị không? Đúng vậy, nhiều kỷ niệm vui lắm. Tính tôi nhà quê hay chuẩn bị nhiều quà cáp lung tung. Hôm đó chồng đều đi nhưng lại bị lỡ mất một chuyến bay. Thế tôi phải ký gửi đồ và mất thêm một lần vé nữa. Tôi mua 350.000 tiền trái cây nhưng nếu ký gửi thành 700.000 tiền cước nên tôi buộc lòng phải giữ lại. Vì lần đầu tôi đi máy bay mà. Hôm đó cô mua quà gì tặng cho cháu mình? Mọi người mua hoa quà các thứ nhưng tôi chỉ in tranh thôi. Về chuyện Đỗ Thị Hà được chuẩn bị từ trước tấm bằng rôn Hoa hậu xứ Thanh khiến nhiều người nghi ngờ về chuyện dàn xếp, thư khư của việc này như thế nào. Không, tấm biển đó có ghi dòng chữ là tự hào hương sắc xứ Thanh, chứ không phải là Hoa hậu xứ Thanh như mọi người đồn đại. Khi xem phần ứng xử của Đỗ Thị Hà, cô nhận xét như thế nào? Cháu có rất bản lĩnh, cuộc thi quá lớn, bao nhiêu người nhìn vào hình ảnh của mình như thế, cháu đạt được mức đó tôi thấy rất tuyệt vời. Chị dâu của nàng hậu cũng chia sẻ nhiều điều về nàng hậu lúc nhỏ. Trong mắt chị Hà có phẩm chất gì đáng quý? Hà quang lắm, em ấy chăm học và thích giúp đỡ mọi người. Ngày nhỏ có chuyện gì em ấy hay nói với tôi nhưng giờ lớn thì lại độc lập hơn. Ngày xưa thi đại học Hà có định hướng riêng và được gia đình ủng hộ. Những năm Hà còn đi học ở quê, Đỗ Thị Hà có tính cách như thế nào? Hà học là không chơi bời, đi học xong là về nhà. Các thầy cô giáo rất yêu quý, em hay tham gia hoạt động ở trường lớp, làng xóm. Hình ảnh đi làm nông, giúp bố mẹ ngày cấp 2 đang được chia sẻ đần đần. Chứng tỏ em ấy cũng rất tích cực giúp đỡ bố mẹ đúng không? Ngày đó gia đình tôi còn làm ruộng, cho nên là Hà có giúp đỡ. Còn bây giờ thì đã không còn nữa rồi. Bố tôi thì làm bên xây dựng, còn mẹ ở nhà làm nội trợ. Xung quanh nhà mình trồng rất nhiều cây cảnh, để riêng một khu trồng hoa. Vậy ngoài làm nông đây có phải là nghề phụ của gia đình hay không? Gia đình tôi không kinh doanh gì cả, tất cả những cây trong vườn, bố tôi thích trồng thì trồng vậy thôi. Nhiều người nghi ngờ Hoa hậu Đỗ Thị Hà có quan hệ họ hàng với trưởng ban tổ chức. Thực hư về chuyện này ra sao? Mọi người cứ nói Hà kết bạn với ông trưởng ban tổ chức trên mạng xã hội, nhưng thực tế em ấy còn kết bạn với tất cả các thí sinh khác nữa. Khi đón tân hậu trở về, gia đình có dự định tổ chức tiệc không ạ? Có chứ, khi em về chắc chắn làng xóm và chính quyền sẽ tổ chức. Đường chung kết mọi người tụ tập ở nhà tôi rất đông, mọi người đều rất vui và tự hào. Hà có bao giờ chia sẻ với chị về mối tình đầu hay là cảm mến ai đó không? Em ấy ngày nào cũng đi học, nhiều khi thời gian còn không có, chỉ có tình bạn thôi, chứ em ấy chưa nghĩ đến tình yêu đâu. Hà có nhiều bao bạn trẻ có nhu cầu làm điệu như là thích trang điểm, mua nhiều quần áo không? Không, từ nhỏ đến lớn em ấy chẳng biết điệu. Đến năm học cấp 3, Hà chỉ mới hơi biết làm dáng như bôi son thôi, và Hà cũng rất đẹp nữa. Nghe nói ông bà Hà đang bị bệnh, ở nhà Hà đã làm gì để phụ giúp và phụng dưỡng người thân? Thời gian rảnh Hà về phụ giúp chăm lo cho ông bà. Nhiều người cứ nghĩ con út là được cưng chiều, nhưng từ nhỏ bố mẹ đã dạy dỗ con gái là phải biết làm. Con nhớ ngày bé tôi với Hà hay đi bắt cua ngoài đồng, chị em tôi luôn hòa đồng, có việc gì cũng hay nói với nhau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.